Ngày 23 tháng 8, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin với báo chí, qua khai thác nhanh nhóm 40 người Việt vừa chạy thoát khỏi sòng bạc ở Campuchia, hé lộ ít nhất 4 đường dây tổ chức cho người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Các sòng bạc này hầu hết do chủ là người Trung Quốc quản lý trực tiếp điều hành. Dưới chủ sòng có rất nhiều tay chân sẵn sàng dùng roi điện, gậy sắt đánh đập nếu các lao động có dấu hiệu chống đối, làm việc không đạt chỉ tiêu. Quá trình điều tra, khởi tố hai bị can Nguyễn Thị Lệ, 42 tuổi và Lê Văn Danh, 34 tuổi, đều ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang cho thấy, hoạt động tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép xảy ra khá lâu. Các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội để lôi kéo dụ dỗ người nghèo đang cần việc làm với lời hứa, việc nhẹ, lương cao. Thực tế, lao động Việt Nam phải làm việc xuyên suốt 14 đến 16 tiếng mỗi ngày, phần lớn bị ép tham gia điều hành các trang web cờ bạc, lừa đảo trên Internet. Ai không đạt chỉ tiêu, làm chậm hoặc đi vệ sinh lâu hơn 5 phút đều bị trừ lương. Do đó, gần như không có lao động nào được trả tiền công. Muốn được về nước, người nhà phải bỏ tiền ra chuộc với số tiền hàng ngàn đô la Mỹ. Các lao động cũng thường xuyên bị mua bán qua lại giữa các sòng bạc như một món hàng. Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết thêm, hiện Công an Campuchia đang phối hợp với Công an tỉnh An Giang cùng các ngành chức năng tỉnh hoàn thành các thủ tục trao trả 11 công dân còn lại qua đường ngoại giao. Lực lượng chức năng hai nước sẽ phối hợp mở rộng điều tra các đường dây, tổ chức đưa người khác xuất nhập cảnh trái phép. Liên quan tới vụ việc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 38 người do hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Hai trường hợp không bị xử phạt là trẻ em.